Chào hai cháu nha. Chào Trúc Nhi. Chào cháu Diệu Nhi. Chào cả gia đình của hai cháu. Hôm nay Quang Đẩu cũng xin gửi tặng bài hát đến cho hai cháu cùng gia đình với cái bài hát mà từ ngày giờ là mình cũng đã xem trên mạng và cũng đã làm những cái clip cho các cháu cũng từ nguồn internet, và hôm nay gọi như là qua những cái lời thơ cảm xúc của các bạn trên Facebook, và Quang Đẩu cũng có cái cảm nhận để phổ cái bài hát này rất đơn giản để gửi tặng cho hai cháu, và chúc hai cháu Trúc Nhi và Diệu Nhi có một sự khỏe tốt, và sắp tới là có những cái điều kỳ diệu mà mọi người sẽ có một sự bất ngờ do những người yêu các cháu và có một cái niềm tin trong cái cuộc đại phẫu, và dẫn đến cái chuyện kỳ diệu đến cho hai cháu Trúc Nhi và Diệu Nhi. Hôm nay là ông sẽ gửi tặng cho hai con nha, và con sẽ nghe ông hát nha. La 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 la. Năm tuần lặng lẽ trôi qua, cá mò bóc tách cầm là xúc nhi. Thời gian tuần đã quên đi, hôm nay hai bé diệu kỳ lắm thay. Táo dâu hồi phục từng ngày, đã cai thở mấy nhiều ngày rồi nha. Nụ cười rạng rỡ như hoa, ta trông hai cháu thật là dễ thương. La na 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 na. Năm tuần lặng lẽ trôi qua, cá mò bóng tanh cầm là sông nhi. Thời gian tưởng đã quên đi, hôm nay hai bé diệu kỳ lắm thay. Táo dâu hồi phục từng ngày, đã cai thở mấy nhiều ngày rồi nha. Nụ cười rạng rỡ như hoa, ta trông hai cháu thật là dễ thương. Mong hai cháu khỏe bình thường, mai này hai cháu tới trường mầm non. Mong hai cháu khỏe bình thường, mai này hai cháu tới trường mầm non. Mong hai cháu khỏe bình thường, mai này hai cháu tới trường mầm non. Ông chào hai con, chúc hai con ăn uống khỏe điều độ, và hàng ngày ba mẹ đến thăm và cùng các cô chú y bác sĩ chăm sóc các con. Chào nha.